có chuyện gì hả em? Có gì em nói cho anh nghe sau nha. Vậy nha, bye bye anh. Hãy về đây bên anh Thảo á. Tôi khác với chồng tôi nha, tôi không để cho mọi chuyện qua dễ dàng đâu. Con có tin là ba đuổi con ngay lập tức hay không? Nếu ba thích thì ba cứ làm, con chỉ nghe theo lời của ba.